Chào mừng các bạn đã quay trở lại với NT Studio trả lời câu hỏi. Và hôm nay chúng ta có câu hỏi của bạn Hiệp Trần Anh. Chào bạn, bạn có thể làm video về iPhone 14 Plus ở thời điểm hiện tại hay không ạ? Mong bạn đọc được comment này. Cảm ơn bạn và chúc bạn nhiều sức khỏe và thành công. Cảm ơn bạn Hiệp Trần Anh rất là nhiều. Thực ra thì đây là video mình quay lại lần 2. Bởi vì sau khi mà mình đọc được comment của bạn khoảng tầm 2 ngày là mình đã làm video rồi. Nhưng mà hôm đó thì mình chưa mượn ngay được iPhone 14 Plus. Đâm ra quay xong thì mình thấy nếu như mà mình chỉ tay không và mình chia sẻ lại những cái cảm nhận của mình về iPhone 14 Plus mà mình đã từng trải nghiệm thì nó không được thuyết phục cho lắm. Nên là mình đã quyết định mượn iPhone 14 Plus về trải nghiệm khoảng 2 ngày nữa và bây giờ thì mình mới làm video để chia sẻ đến cho bạn. Thì đối với iPhone 14 Plus này bạn lại không nói rõ là bạn đang cân nhắc giữa 14 Plus 99% hay là 14 Plus hàng New Seal. Nếu như là hàng New Seal thì mình khuyên bạn là nên bỏ qua con iPhone 14 Plus, bởi vì bây giờ hàng New Seal của 14 Plus nó rơi vào khoảng tầm là 19 triệu tới 19 triệu rưỡi, tức là nó sẽ chỉ chênh khoảng tầm hơn 1 triệu đồng so với con iPhone 15 Plus mà thôi. Nên nếu như bạn đang ngắm tới 14 Plus mới thì nên thêm hẳn tiền mua 15 Plus ngon hơn rất nhiều. Bởi vì con 15 Plus nó có USB-C này, nó có Dynamic Island này, nó có hiệu năng tốt hơn này, nó có khá nhiều những thứ ngon hơn. Nên là đó, nếu mà tầm giá mua mới thì mình khuyên bạn nên bỏ qua 14 Plus. Thế nhưng nếu như bạn nhìn về con iPhone 14 Plus này mà máy 99% thì nó lại đang nằm cùng phân khúc cùng với con iPhone 13 Pro Max. Thì đây lại là một sự lựa chọn khôn ngoan, hiệu năng tốt, trải nghiệm ngon, camera ấn tượng mà nó lại mang đến cho bạn một sự an toàn hơn rất là nhiều so với những cái sự lựa chọn khác ở cùng cái phân khúc tầm giá này. Ví dụ như mình có thể nói với việc là lựa chọn con iPhone 13 Pro Max chẳng hạn, thì con máy nó bị gì bạn đã quá rõ rồi, bị sọc màn, bị hỏng màn. Đó, mặc dù đấy là một con máy mình đánh giá là nó rất rất ngon nhá, nhưng mà nó lại bị một cái liên quan đến việc là rủi ro trong quá trình bạn sử dụng, thì con máy này nó không bị. Đấy, nó vẫn sẽ mang tới cho bạn một cái màn hình kích thước lớn 6.7 chế độ phân giải Full HD Plus, tấm nền Super Retina XDR OLED, tất cả những trải nghiệm hiển thị mọi thứ nó đều ok. Chẳng qua đấy là nó sẽ không có tần số quét 120Hz mà thôi. Thì cái này nó sẽ không phải là một vấn đề quá lớn nếu như bạn đang sử dụng một chiếc iPhone 60Hz và nâng lên con iPhone 14 Plus này, đúng không ạ? Chỉ trừ khi mà các bạn đang dùng những con máy Android như thế này, hoặc là những con máy Android tầm trung mà đang có màn hình 90Hz hay 120Hz thì bạn sẽ mất khoảng tầm 4 ngày để làm quen lại cái tần số quét trên con iPhone 14 Plus. Còn nếu như không thì ok, chẳng làm sao cả. Vẫn là từ 60Hz qua 60Hz, vẫn là một cái màn hình nó có độ mượt như thế qua một cái màn hình nó có độ mượt như nhau. Thì ok, bạn không cần phải đắn đo cái vấn đề đó. Rồi, cái thứ hai đấy là đối với con iPhone 14 Plus này đây chính là con máy được sử dụng lại chính cái con chip của 13 Pro Max. Nên nếu như xét về hiệu năng với những con iPhone khác ở cùng tầm tiền này, nó chẳng thua kém một con nào cả. Và thêm nữa thì nó cũng đã có 6GB RAM và các bạn cũng có 128GB bộ nhớ trong cho cái phiên bản base này. Nên tất cả những gì mà bạn nhận được ở phần hiệu năng, ở phần trải nghiệm thực tế thì nó vẫn là một trong những con máy mang lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất ở tầm giá 15 triệu là iPhone. Và ngay cả so với một vài những con máy tầm trung khác ở cái tầm giá này, hay một vài những con flagship ở tầm giá này, thì mình nghĩ rằng iPhone 14 Plus nó cũng không kém cạnh gì đâu. Cái thứ ba mà mọi người sẽ quan tâm đấy là camera của con này. Thì lại một thứ nữa, đấy chính là camera của 13 Pro Max được sử dụng lại chính ở trên cái con này, là cái cảm biến chính được sử dụng ở trên con này này. Nên về khả năng chụp hình này, về khả năng quay video này, không có điểm gì phải bàn hết. Chỉ có điều, đấy là cụm cam này, thiết kế của nó hơi ấy. Còn cái nữa này là nó không có camera tele. Đối với là một người thường xuyên chụp bằng camera tele như mình thì mình thực sự không thích cái cụm cam kép như thế này. Còn không biết là bạn như thế nào, bạn có hay dùng camera tele hay là không. Còn nếu như bạn không dùng đến cam tele thì đó cũng không phải là một vấn đề lớn. Thứ ba, đấy là về vấn đề pin trên con này nó có thực sự tốt hay là không. Nếu như chúng ta so về mặt thông số, về mặt dung lượng với những chiếc máy được mệnh danh là những con quái vật về pin của nhà Apple trước đây, ví dụ như iPhone 10R, iPhone 11, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 Pro Max, thì con này nó thậm chí còn nhỉnh hơn những con đấy cơ. Nên là bạn cũng không có vấn đề gì phải suy nghĩ hết. Và quan trọng nữa, đấy là khi mà bạn mua, bạn nên lựa chọn cái con máy nào nó có pin còn khoảng là trên 90% là ổn. Ví dụ như chiếc máy mình mượn ở bên Di Động Mỹ này,
Ui, dung lượng tối đa vẫn còn 100% luôn các bạn ạ. Ui, như vậy thì con máy này nó đâu khác gì những con máy mới đâu. Và đây là cái dung lượng mà chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng được. Ví dụ như những con máy kiểu là iPhone 12 hay là iPhone 13 bây giờ mua máy 99% mà thấy pin 100% cơ thì lúc đấy chúng ta mới đáng nghi. Còn với những con máy mới ra mắt được khoảng hơn 1 năm như con iPhone 14 Plus này mà lại là những con máy bị đánh giá là ít người mua nữa thì nó vẫn là một cái con số hoàn toàn có thể tin tưởng được. Bởi vì chẳng có ai đem một cái con máy mới như thế này tháo ra để thay một cái quả pin chỉ vì nó chai vài phần trăm cả, đúng không ạ? Và trên đó là video mình chia sẻ về iPhone 14 Plus, từ cái việc là chúng ta có nên lựa chọn con máy này mới hay là cũ, hay là các cái trải nghiệm khác của nó như thế nào. Nhưng tất nhiên đó vẫn sẽ chỉ dừng lại ở việc là tư vấn của mình mà thôi, còn sự lựa chọn cuối cùng vẫn là của bạn. Thì bạn thấy sao về con máy này? Hãy comment để chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận ở phía bên dưới nhá. Còn video của mình thì dừng lại tại đây. Các bạn đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của Nate Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.